Yo, what's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em, mà vẫn cứ thế, vẫn cứ như tiêu đề thôi. Vâng, chúc các bạn đều anh em có nhu cầu gì, thông tin hồi cái như thế anh em ghi trong mình nếu comment hoặc là trong phần mô tả. Ok, cảm ơn anh em vì đó. Vâng, hôm nay thứ năm nhưng mà không có gì hot anh em mà. Ok, có hot nha anh em. Cập nhật được mấy gói mới anh em mà. Ok, okay, cập nhật cái gói mình thấy khá là ưng anh em. Vãi, lật luôn anh em, bên đú vậy. Ok, gói này anh em gói 1.000 anh em cộng 3 cộng 5.12 anh em thấy cũng được phết anh em mà. Ok, 128 cộng 5 thì húp nặng luôn. Ok, và cái gói này, cái gói nào ta? Ờ, cái gói này nói chung là hơn 20 FV thôi nha anh em, nhưng mà chúng ta có được cộng 3 khá là hời đúng không anh em, quá ngon chứ. Ok, nói chung là được anh em. Rồi trước khi lên kèm em quơ thì mình đi đổi đi xa xui cái. Ok, lẹt ra mới đất đen anh em, đổi đen được 2 hit. Ôi hơi đắt nhờ anh em ơi, hôm nay game bắt đầu rồi anh em, vãi rồi luôn. Bắt đầu là cái giáo án cũ đó. Ok, hay hết luôn. Ước gì chứ hàm ngạc ra mà đích nổ hủ luôn thì suốt cuộc đời anh em. Giờ mình ra anh Tứ ha. Ra anh Tứ mùa tốt ha. Hợp lý luôn anh em, sướng luôn anh em à. Chắc khó lắm anh em. Điều đó thật sự là đáng khó, vì rất khó anh em. Nói nhiều lại lú nữa. Ok, một nhịp nhất nữa nha anh em. Hơi lắc nữa rồi, thật là đáng thua video đó nha. Đỡ hiện lên. Khó anh em ơi, khó nha. Bộ năm ba đủ, ok đợi mình thôi. Ok, đỏ đen nha anh em. Ok, cái đỏ đen này cũng còn em minh chiếc. Ok, còn mới TV xuất lại hôm bữa kia. Ok, chính thế nào hôm qua đúng không ta? Mới hôm qua giờ. Ok, đợi mình nha. Thật sự luôn anh em, tới giờ game nó lắc nữa rồi anh em mà. Vãi. Quá sắp trở lại nha anh em. Ok, mỗi lần tin qua thứ năm là y như rằng game nó lắc anh em mà. Vãi, thật sự cứ về đêm là game nó lại ba đú. Ok, vào wifi thì ba đú nhưng vào mạng như dữ liệu thì nó khá là ok anh em mà, mình không hiểu luôn. Mình thua anh em. Nó cứ chậm chậm khó chịu vãi rồi, và mình làm điếu anh em xem nhớ rất là lâu anh em. Ok, tại mình cắt bớt thôi, thật ra mình ngồi nên khá là mấy tiếng hồ anh em ơi. Ok, chuyển nha, rửa thì đẹp. Ok, 3 tổ 7 nha anh em, lỗ nha. Ồ, mình quên vụ chơi dòng hai gói nữa, nói giết lú luôn anh em, không nên nói nữa. Hôm nay gấp gáp nên anh em, đang lắc mà cho nên không có cảm hứng nào để nói nữa đâu. Rửa đi, không rửa thì thôi, đợi mình. Ok, mình thề luôn em, quả mi chú quýt này ngon quá hò luôn em. Tiền đạo mà thể lực full anh em, chứng 5 năm, tới hình thì khỏi nói tới luôn anh em à. Một quen 92-95kg, thật sự quả mi chú quýt này quá nét anh em. Ok, xì có bắt bút tâm, bút ra chạy nước rút nha anh em, chạy nước rút với bút tóc của nó khác nhau không anh em. Mình thấy chắc cũng mi chan đúng không? Ok, anh em biết comment dưới nha. Ok, thêm đá đá tiền đạo mi chú quýt này khá là ngon nha anh em, khá ok luôn anh em, giá cũng khá hợp lý nè. Quá wow, thằng full cây chừng 5 với cái thằng to nó em này đánh đồng khổ chê luôn. Ok đâu anh. Ok lượm anh em ơi. Cái thứ tư, gói 125 mới dùng có lửa nha. Hôm nay nói chung là demo đó đen ít thôi anh em mà, lắc quá à. Lửa đen. Mà không anh em, 4 tôi 5 10 vốn. Ok đâu anh, mua con cuối nha. Ok, hết cuối cái gói 125 anh em à. Tiếp này là như thế, dứt khoát thôi nào. Hôm nay anh tiếp tục là làm clip không nói nhiều anh em ơi. Một nhịp nữa. Rồi, lắc rồi đó nha, ba đủ rồi đó nha. Ok đẹp mình. Ok anh em ơi, 5 hit 12 nha. Hy vọng hit này sẽ có lửa nha. Dòng 5 gói với chùa lửa đúng không? Ok, hy vọng về một đường hầm siêu phẩm thôi. Một nhịp như thế. Đổ đi. Vẫn không anh em, ba đủ luôn. Ok đẹp mình. Ok, trở lại anh em, 3 hit 123 nha. Hit này như thế. Thường thường mỗi lần mỗi ngày cái anh nó mà lắc lắc kiểu này thì đưa rằng mình rất là đen anh em. Hy vọng hôm nay không như thế nha. Lo mày lại làm gì? Thôi mày cần xin em ơi, ý hả? Xin em mở ý. Cái mùa này nó khoèn anh em ơi, nhịn đồ quá mà giá chắc cũng si thôi. Quá thật si luôn, ok đại mình đó. Ok trở lại anh em, hai hit cuối nha. Hy vọng hai hit này cho hầm nữa thì đẹp luôn. Cầu mong thôi, ước nguyện thôi. Vẫn là những đường lắc đó khá là quen thuộc anh em. Rồi lố nhiều của mình luôn, game hãm luôn. Lố mày vậy? Làm gì? Không xe tay, còn ngon. Tết nha hả? CB đi. Xin mở anh em. Ui. Khó thật sự anh em ơi, anh Tứ không có duyên với mình hay sao á anh em mà. Cứ Tây Ban Nha hỏi ra Tây Ban Nha không bao giờ dây CB nha. Khó đen, ok đồng anh. Here we go, chiến anh em ơi. Qua CT 120 anh em mà, mới ra cứ 120 nhé luôn. Ok, 3 hit nha. Cảm ơn, hy vọng 3 hit này cho hầm nữa. Thì lại vô khung em ơi, 2 hit nói chung là chưa được 2 đường hầm liên tục là quá vui rồi. Ok, vẫn là dựng như lắc quen thuộc nữa thôi. Chiến lửa.
Lúa cái gì? Lúa cà xỉn hả? Thôi thì điểm đúng không? Hiểu luôn em ơi, thử này hả? Giá si anh em mà mấy mùa này giờ si quá đúng không? Ok, đội 6 nè. Nói chung là cũng đủ thôi, ok đây mà. Ok, hai hit cuối anh em ơi, cho Thành đi nào. Cho nó vô khung luôn, 4 hạt liên tiếp. Ok, lá lắc này mình đang cảm thấy rất là may mắn rồi đấy. Ui, hết hồn em, tôi 8 đủ rồi, ok đây mà. Hãy vô trả lời anh em ơi, ok qua sân kết nha. Kèo được thẻ đầu tiên, vâng, và đây là kèo của người anh em Nguyễn Hoàng. Vâng, thằng người anh em tôi kèo ra gì đây? Vâng, mình đã là Sudiger cộng 5 anh em ơi, 1 tốt 24 nha. Ok, chén luôn nào. Và rồi phơi thế nào? What's up trở lại anh em ơi, ok qua sân kết nha. Kèo đầu tiên mình sân kết, vâng, kèo của người anh em Nguyễn Hoàng. Vâng, người anh em tôi kèo đó là Sudiger cộng 5 anh em ơi. Ok, 1 tốt 24. Và đợt 4 thì mình nghĩ là 124, 133, 132 anh em ơi. Ok như thế này nha. Ok, có thể bảo vệ luôn. Và rồi, xin lỗi anh em vì sự gấp gáp này nữa nha anh em. Bởi vì hôm nay cũng khá là nhiều kèo cho nên hơi gấp gáp xíu nên mai đập nhanh nhanh nha. Có gì thì cho mình sorry tất cả anh em qua. Bởi vì đôi khi đập nhanh nó sẽ, anh em qua sẽ bị sót anh em ơi. Ok, không sao anh em. Đôi khi sự gấp này sẽ bế được cái tác anh em mà. Ok, chỉ nha. 1 2 3 4 và đây là Zodi. Yeah, liệu cũng 5 có xuân rẻ. Lắc nữa. Mình không nhìn nha anh em, mình biết nó lắc rồi, mình không nhìn mà. Có thể bảo vệ đấy. Chịu anh em ơi. Cộng nào hôm nay không được xuân rẻ rồi. Ok, sorry người anh em nha, để mình tiếp thôi. Ok, trả lại nha anh em, sau những khoảng thời gian khá là lắc anh em. Ba đú anh em ơi, cập nhật xong game lại lắc nữa. Mình đầu thật sự anh em ơi, ok. Và kèm anh em đưa ra đó, về đây. Con đó là combo cộng 5 và gì đó gọi là cộng 6, quân Saka 6 nè. Ok, đập của combo trước đi. Quá rồi, chắc nghe mình bật mạng dữ liệu mình quay đi cô chứ cái này nó lắc lắm, anh em đợi lâu quá, đợi mình chết phố. Ok, phôi combo người anh em để thế này anh em ơi, kèm cộng 5 thứ hai ngày hôm nay. Lên xuân sẻ nào, chiến nha. 1 2 3 4 năm, thật sự lắc mình bị gọi là tụt hứng anh em à. Hồi đại nó quay lâu quá à. Xịt nữa vậy. Vãi hồ luôn em. Để lắc rồi còn đen nữa. Chịu luôn em ơi, thua. Ok, là mình chết phôi anh em, chịu à. Ok, nên kìa Saka anh em ơi. Chiến nha, nó nhiều nữa mất hay. 1 đã đen rồi, cho đen luôn. 2, xin lỗi anh em chứ. 3 4 nó no. Cái cú này đã lên tới tận đỉnh rồi. Đã đen cũng lắc. Chán thật. Chán thật như ở trong căn ghét chờ. Mình nói rồi phải dứt qua. Cộng 5 đi nhưng mà cộng 6 lên anh em, vậy là được rồi. Quá vui cho người anh em nha. Ok, mấy cái thứ 3 thôi mà cộng 6 lên tiếng rồi. Quá tuyệt vời ở mặt trời. Yeah yeah. Ok, trở lại anh em ơi, tiếp tục thôi. Vâng, đây là kèo của anh em Minh Đức anh em, hai kèo cộng 6 tiếp. Ok, mở 4G lên, cái nó vượt hẳn anh em mà, nó khác bột vãi ồ luôn. Ok, tao tác bây giờ khá là ok đấy. Hy vọng đập thẻ vẫn ok nha anh em. Ok, đập ai trước đây? Kevin Gullit à, chắc đập Kevin trước anh em ơi. Ok, đập Kevin trước nha. Ok, chưa em ơi, và rồi phôi. Ok, đập chắc luôn anh em. Ok anh em, phôi anh em để thế này nha anh em. Ok, chiến thôi, tốc độ là trên hết. 1 2 3 đó, nhắc nhắc vậy thôi anh em, thủ thuật là vậy tầm này anh em ơi. Tập thể nhân phẩm là chính hết. Mình im lặng nha, không dám nói luôn. Bởi vì mình thấy dừng rõ rồi mà nói nó lại có lỗi. Ok, sau đi người anh em nha, kèo đầu tiên đã đi rồi. Hy vọng nhiều cụ lít này sẽ lên xuống người anh em. Ok, là mình chết phôi tiếp. Ok, trở lại anh em, vâng, cụ lít người anh em để phôi thế này. Vâng, 3 bạch rưỡi, vậy mà luôn. Ok, tỷ lệ chỉ được con số đúng không anh em? Ok, hy vọng điều đó sẽ đúng trong pha này. Ok, mình nhầm giờ anh em ơi, không phải như thế này nha. Mình thấy bị lú rồi đó. Ok, 137, 135. Ủa, mình lú lên anh em, mình để phôi dứt lộn nữa. Sorry người anh em nha. Ok, của clip người anh em đưa phôi thế này nha anh em. Chứ phải như thế kia anh, xúc xíu nó đặt nha anh em. Mà cũng đôi khi vạch đó nó ghi lại lên anh em, biết đâu được. Ok, chiến luôn nha anh em, nói nhiều mất hay nha. 1 2 3 4 5 và đây cũng không liền bảo mạng lên một ghê luôn, 4G luôn cái gì đó nha anh em.
Ok, vậy bổn luôn. Ok, sorry người anh em nha. Hai kèo không lên được kèo này em ơi. Mày rất đáng tiếc về điều đó nha. Ok, đầm tiếp. Chào lần anh em ơi, vào kèo căng nha anh em. Vâng, đội hình khá là căng của người anh em quốc sản. Đội hình gần 2.000 tuổi. Vâng, người anh em đưa vào kèo lượng anh em ơi. Ok, đó là kèo Việt ta. Phát lan 6 này, cụ này 7 và Luka Modric 6 anh em ơi. Ok, đợi mình thôi. Ok, anh em có thể bảo vệ mà lo gì tầm này anh em ơi. Ok, cụ Luka Modric người anh em để vôi full anh em. Ok, hy vọng phân vật này đúng đắn. Ok, chiến nha anh em. 1 2 3 4 5 6 Chờ đợi thôi. Nhịp sáng này theo mình nghĩ là ok đi anh em ơi. Đi hai trò cụ thể bảo vệ của người anh em. Tiếp tục kèo thứ hai nào. Ok, nên đọc cụ này trước của ta. Cụ này mua bán trên thị trường thế nhưng nó free ta. Ok, còn free anh em, ok chiến thôi. Đọc cụ này trước anh em, đi qua phát là đọc sau đây. Ok, đọc chấp phong. Ok anh em, tự nhiên mình có linh cảm rất là tốt về cụ này. Có khi lại lên 7 anh em ơi, 2.300 tuổi anh em mà. Thì là không bán được nhưng mà giá trị khá là cao luôn. Ok, chiến anh em, không phun vạch, chiến thôi. 1 2 3 4 5 6 7. Anh mình xin lỗi về sự gấp gáp này nha. Mình không cho mình ui. Mình đứng lên không anh em ơi, mình thấy sáng bay ò lắm. Ok, rất là đáng tiếc với người anh em. Đi thẻ bảo vệ nữa rồi. Ok, để mình chết vào Phát Lan. What's up cho lại anh em. Ok, và kèo Diego Phát Lan thôi. Người anh em nói là Diego Phát Lan này đập khá là nhiều lần nhưng mà không lên. Ok, nếu pha này mà Diego Phát Lan đi thì người anh em bế lên thị trường chiến nhượng nha anh em. Ok, có khi người anh em muốn bế đi thì có khi lại lên. Nhưng mà giống như mình vậy đấy, anh em muốn đập xuống nhưng mà kết cục lại lên anh em ơi, vãi hò. Ok, và lại pha này Diego Phát Lan muốn rời xa người anh em hay là muốn ở lại người anh em đây. Ok, và sự quyết định dựa vào gọi là 6 cái nhịp giao nhịp của mình thôi. Ok, và Ford cũng khá hợp lý, mình tự mình sắp xếp luôn nha anh em. Sorry người em, sorry người em xem video đó nha. Anh mình tự chủ động vì pha này thôi. Ok, chiến nha anh em, nói nhiều mất hay. Hôm nay nó chạy con cấn. 2 3 4 5 Đi Diego Phát Lan. Có khi lại lên mấy chí mới đi lại lên sao. Nhưng mà nhịp sáng này chắc lòng mình bắt đầu đau. Ok, sorry người anh em nha. Ba kèo đi liên tiếp em mà. Thật là đáng tiếc, anh mình sorry rất nhiều nha. Vãi hò luôn, không có kèo một kèo ăn ngủ cho người anh em. Ok, đầm tiếp thôi nào anh em. Tiếp tục cho lại nào anh em ơi. Ok, đây là kèo của người anh em Nhật Bảo anh em à. Còn người anh em được kèo đó là Cristiano Ronaldo mùa H24-7 anh em. Ok, chiến thôi nào. Và là phôi, ok, để mình chết luôn. Bắt cho lại anh em. Ok, và phôi người em để thứ này. Không phun vạch, cần phun thôi. Ok, chiến anh em, nói nhiều mất hay tiếp. 1 2, phải dứt quá. 3 4 5 6 Cristiano Ronaldo. Siêu nhẹ thôi. Nhớ lên này siêu lớn. Ok, anh em ơi, tiếp tục là dấu án đi đó thôi. Ok, sorry người anh em, tiếp tục đợi mình thế nào anh em ơi. Chào lại thế nào anh em. Ok, kèo 08. Vâng, và đây là kèo của người anh em Thiên Bảo. Vâng, kèo khứa này bữa mình làm mình chính tay mà là người đập lên 7 nha anh em. Ok, và người anh em cũng đã tích đủ phôi và đưa mình tiếp tục kèo 08 anh em ơi. Ok, hy vọng lần làm bế lên nữa thì quá tuyệt đẹp. Chiến anh em, thì đập từ nói chung là mình ta đập lên 7 rồi mình ta đập lên 8 luôn thì quá tuyệt vời điều đó. 1 2 3 4 5 7 8 Hàng free rất may mắn anh em mà. Ok, nhưng lần này thì không nha. Tiếp tục sorry người anh em, đợi mình thôi. Chào lại anh em. Ok, kèo cộng 8 tiếp. Vâng, đó là kèo Rudiger cộng 8 một tục tiêm 2 anh em. Ok, kèo của người anh em Tí Vĩ hôm trước cũng đã lập một lần rồi nhưng mà đi anh em không lên. Ok, người anh em đã đặt lên 7 giây được và tiếp tục đưa mình cộng 8 anh em. Ok, sao đâu người anh em nha. Ok, đầm chấp phao kỹ. Ok, và kèo cộng 8. Bây giờ mình có nên chơi full vạch không ta? Hôm trước mình đập full ha, gọi là không full ta. Mình nhớ full gì đấy anh em ơi. Ok, đầm anh chấp nha. Đúng rồi anh em, hôm trước đập full nha. Và lần này mình sẽ chơi giao án là không full. Ok, người anh em nói là mình để phôi tự chọn mà. Ok, mình xin lỗi về điều này nha. Anh mình không chơi full. Và liệu pha này anh mình có đúng đắn hay không? Chiến thôi nào anh em, nó nhiều lại lú.
1 2 Mình tin tưởng lắm á anh em. 3 4 5 6 7 Mình tin tưởng bản thân mình lắm anh em. Bởi vì điều đó sẽ đúng đắn. Ok anh em ơi, nó quá sai anh em à. Sorry người anh em tiếp thôi. Để mình nào anh em ơi, tiếp tục. Here we go, trở lại anh em. Kèo công tán cuối cùng ngày hôm nay. Ok, nói chung là kèo cuối với sân khách luôn anh em à. Vâng, nói chung là sân khách hôm nay nên đúng kèo cũng 6 sắc anh em. Cũng khá là cống nha. Ước gì pha cuối công tán này sẽ cho chúng ta một cái kết thật là đẹp đẽ anh em. Ok, thì mình nghĩ là phô như thế này rồi. Cho mấy mốt, cho mấy ơi. Ok, phô cũng khá đẹp đấy. Sân khách ơi, hãy lên tiếng một kèo cộng 8 đi nào. Ok, hôm trước gọi là sân nhà lên được một quả xếp trên cộng 8 khá là vui rồi. Hy vọng hôm nay sân khách sẽ trả lời nha. Sân nhà đã lên tiếng rồi đấy, sân khách ơi. Chỉ nhờ anh em nói nhiều mất hay. 1 2 3 4 5 6 7 8 Thì những phút chốc mình hơi do dự nhờ anh em. Mình nghĩ sự do dự này mình quá sai anh em à. Ok, nó quá sai luôn. Thật sự sorry tất cả anh em sẽ khách ngày hôm nay nha. Thật sự có lỗi là đúng kèo cũng 6 anh em ơi. Ok, giọng về sân nhà sẽ gõ lại được cái gì đó. Ok, đầm thôi. Trả lời tụi nào anh em ơi, về sân nhà nha. Vâng, kèo đầu tiên sân nhà, kèo của người anh em Nhật Huy. Vâng, và đó là kèo Yasin Mono cộng 5 anh em, cứu kèo của Ahila. Ok, cứu anh em mình giá khá là nét anh em. Thật sự luôn anh em, vội bắt được hai quả ban của Anas khiến anh bảy bay luôn cái cúp. Vãi wow, thật sự cứ đập cái đứa xuống quả. Mình nghĩ pho nó pho cuối anh em ơi. Mình đang chuẩn bị ăn mừng anh em mà. Lúc đó gọi là 3 sáng rồi 4 giờ vậy đấy. Vãi wow, mình đang rung vừa chạy vãi rồi. Xuống quả đi, ba đú luôn anh em. Được cứ ca đã chụp được luôn mà. Kể từ đó mình học vọng luôn anh em. Thật là đáng tiếc anh em ơi. Cứ suy nghĩ về nó, tiện lòng này lại buồn anh em ơi. Vãi rồi thật. Chiến anh em mới giọng khớp lên nha. Xịt luôn. Ờ nó chứ lên nha anh em, xịt là bậy. Đặt cho anh em quên, nó xịt là ẩu. Một xin lỗi anh em nha. 3 4 Và đây là giá xin mốt đuôi. Còn 5 sư khách hôm nay khá là ba đủ. Anh em hãy giọng sân nhà hay là được lên nha anh em. Chiếc xịt nữa là quái ồ luôn. Ok, cứ này đã lên tiếng nhưng mà hợp lý. Quá vô cho người anh em. Ok, sao chị xuống khối này cá nha anh em. Theo đánh đá là giá cộng không khối này 2 tử mấy anh em. Thấy cũng được phết đấy. Ok, mít chụp như thế nào. Công mét nhiêu em, mét 95. Ok, rồi các Maroc nha anh em. Ok, và ừ đúng rồi, bữa nói chung là World Cup Bồ Đào Nha đá đá Maroc. Nói chung là khối này cũng bắt được mấy quả cảm phát là hay nha anh em. Và khiến Bồ Đào Nha thua Maroc luôn. Ừ, quá buồn luôn anh em. Cứ suy nghĩ về Maroc lại buồn để mà. Tiếp trở lại anh em ơi, tiếp tục kèo GK tiếp nha. Vâng, kèo vẫn anh em Công Minh. Vâng, người anh em đưa kèo đó là Donnarumma cộng 6 anh em. Ok, lúc trước cũng đã đặt một lần nhưng mà không lên. Ok, người anh em tiếp tục đưa tiếp. Ok, để mình chấp phô. Ok, trở lại anh em, người anh em đưa phơi thế này mình lộn nha anh em. Người anh em Minh Thông nha anh em. Người anh em Minh Thông thông minh vậy đấy chứ không phải Công Minh. Ok, mình hơi bị nhầm lẫn nha anh em. Đập thẻ anh em chứ còn bị nhầm lẫn tên luôn, thế là chịu anh em. Ok, tiếp tục thôi, hồi rồi sao nháy. 1 2 3 4 5 6 Thật sự mình đập GK chắc có duyên nên luôn anh em. Đập GK dễ lên váy ồ luôn anh em. Thật sự 5, 6, 7, 8 tất cả mọi thứ đều trên một vùng rồi. Và liệu lần này không anh em, lần này quá su. Ok, để mình tiếp thôi, sao đây người anh em. Hẹp rồi, trả lời anh em ơi. Ok, kèo cuối anh em, kèo cuối cùng đập thẻ của anh em quá. Vâng, kèo gì anh em cũng biết đúng không. Quang lại con 8, hôm qua 757, hôm nay người này quyết định đưa 8 luôn. Ôi vậy giao án này có thiền lên nữa nha. Ok anh bảy ơi, ok anh đã dễ tính đối với em đúng không? Hôm qua anh dễ tính một lần rồi, lỡ rồi anh ơi, dễ tính một lần nữa đi nào. 1100 thổi mà đã chinh phục một lần rồi, sân khách sân nhà đều lên rồi đúng không anh em? Ok, nếu lần này lên thì sẽ là lần thứ hai. Anh ơi, chỉ anh em 8 nhịp, tốc độ thôi. 2 3 4 5 6 7 Và đây là Cristiano Ronaldo.
tự đập tự phá anh em. Quẩy hò luôn. Ok, nói chung là sorry người anh em nha, anh mày tự đập lên tự phá về quẩy hò. Bây giờ nếu nghe anh đập lên 7 thì được thì anh có thể sẽ kèo lại con 8. Ok, tiếp tục thôi, vào kèo cuối cùng chúng ta, kèo 9 anh em, để mà xuống. Trở lại anh em ơi, anh chờ đợi khá lâu rồi đúng không anh em? Ok, dòng này sẽ giả sử phẩm cho anh em coi. Thật sự mình nói này, mở con này không ra được còn con gì đó gọi là gần 10 tuổi anh em. Bánh đu được cho Philip bữa là cao nhất rồi, sao tầm mấy? Ok, khi mở con này thì chúng ta vào cái gối gọi là cho mây anh em. Ok, cho mây 27 nè. Ok, để mua con này cái, dòng da lửa nó thì đẹp. Ướt nha anh em, ướt chưa lửa con này, vẫn là ướt nó thôi. Cuộc sống luôn phải có ướt ao nha anh em. Ok, dòng pha này mình sẽ hiện thực quá giấc mơ của mình được nha. Nghiệp cuối khổ luôn. Không lửa cho anh ấy. Trong mai ai Nani luôn anh em. Vãi, quá hợp lý nha. Nani xuống rá anh em ơi. Ok, không sao vẫn ok. Tiếp tục thôi, vào chủ đề chính chúng ta. Ok, sau khi vào kẹo mở thì là màu xíu nha. Để chết giá nữa. Ok, chết giá cho 27 thôi. Chắc xuống anh em ơi, thật sự anh em đang xả. Quả vậy đang xả rất nhiều rồi. Ok, bên đây giờ bên BD nói chung là bên đây giờ ngon. Thật sự bên đây mình đánh giá khá là nét. Ok, bộ tóc có thứ mà anh em, thì là còn ổn này. Ok, mà cái này đẹp mà mình đang có ý định gọi là mua Bruno Fernandes anh em. Và anh em cho một cái đánh giá nha. Bruno Fernandes có ngon hay không anh em? Thật sự thì mình đánh giá bây giờ qua sĩ số thấy ok. Nếu mà Bruno là chân 55 thì quá đẹp nha anh em, thì quá nét. Ok, thế được full, chân 45 út tóc anh em khá ngon. Chỉ số ẩm khá đẹp nữa, 5 chỉ số quá hợp lý luôn anh em ơi. Nhưng thì ở có kiến tạo xuất xa, chuyện dài anh em ơi, tinh tế, Chivala khá được. Ok, Bruno mình đang định mua gọi là cho em mua quà, mình đổi xe đồ qua đá CM anh em. Đá 43 tắt. Ok, nói chung là chiến thôi, nó nhiều mất hay anh em. Bước lướt cái gì. Ok, chờ đợi thôi. Bây giờ chứ cần cầu vào đâu nha. Đừng cầu vào đấu, nói chung đơn giản vậy thôi, đừng cầu vào đấu được. Còn quen thuộc với chúng ta tiếng Anh bởi Brazil, Bồ Đào Nha, Athen rồi các thứ các tờ anh em ơi, đừng cờ nữa, cờ Tây Ban Nha cũng được mà đừng cờ Canada ha, lò B rồi Canada rồi mấy cờ bá đú kia anh em, nói chung là bỏ qua những điều đó đây, nói nhiều lại dài dòng anh em. Ok chiến lần này thay đổi kế hoạch hai nhịp liệu hai nhịp có đúng đắn hay không. Hồi ba lên em ơi, lâu quá không muốn trở về ba nhịp, hồi đó mở từ ba nhịp khá là lâu và mất thời gian em. Ok, bây giờ trả lời con đường cũ ba nhịp như thế nào, liệu nó có thể là nổ hay không đây. Chờ đợi nhịp sáng luôn là chắc con xin gì con tiên hành được chơi được quýt thang quá hồ vậy lòng mong em chúa nào vậy con gì. Trời cho 25 nữa mà khu vực cái tư mới lên mới đau chứ khá là xì anh em ơi, min luôn anh em bà quá đen thật sự. Người anh em mở cài mấy hạt kia, người anh em chụp mình coi mở nó quá cái xịn mi chung quýt rồi có thứ liên quan đất kia đồ thì sao mình đen người ta. Ok đen quá thì mày làm mẹ cuối anh em, mẹ mình để mình.